Today, Tom gonna Theo gonna show his creation for a movie. Okay. Stop motion movie. Stop motion movie. Thôi con cho chạy coi. Con tự tìm tiếng động luôn hả? Mẹ nhớ cuốn truyện con vẽ ở nhà, cái nhân vật mà nó bị drag vào cái portal, con vẽ cái nhân vật nó bay bay, nó kéo xéo người luôn, mà giờ này con không làm lại hả? Khi mà cái người nó bị hút vô trong cái portal á. It's like sideways, right? Uh-huh. Cái màu xanh này là cái cam của con đúng không? Yeah. That's so cute. Good job.